Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tại nhiều khu vực đô thị trên địa bàn thị xã Giá Rai liên tục bị ngập nước. Đặc biệt, tình trạng trên ngày càng nghiêm trọng hơn vào thời điểm mưa lớn kết hợp với triều cường, làm cho nhiều khu dân cư, khu vực chợ ven kênh sáng Bạc Liêu - Cà Mau bị ảnh hưởng. Trước thực trạng trên, thời gian qua, thị xã Giá Rai đã khảo sát và tiến hành nâng cấp nhiều tuyến đường, thi công các tuyến cống bờ bao tại một số phường nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước, góp phần ổn định sinh hoạt và cuộc sống cho người dân trên địa bàn thị xã. Tiết mục Góc nhìn đô thị kỳ này sẽ đề cập cụ thể hơn thực tế trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, những năm qua, phường 1, phường Láng Tròn và phường Hộ Phòng là ba đơn vị bị ảnh hưởng khá nặng nề từ biến đổi khí hậu. Cụ thể, cứ mỗi đợt triều cường, mực nước trên tuyến sông Bạc Liêu dâng lên thì rất nhiều tuyến đường và khu vực chợ của ba phường trên đều bị ngập nước và mức độ càng nghiêm trọng hơn khi mưa lớn trùng với thời điểm triều cường. Thực tế cho thấy, tình trạng nước ngập không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân trong khu vực, mà còn tác động tiêu cực đến tình trạng kinh doanh của các hộ tiểu thương tại các khu vực chợ và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Cái việc biến đổi khí hậu đó, thì thị xã Giá Rai là một cái đơn vị là chịu ảnh hưởng rất là lớn. Hộ tiểu thương ở trên địa bàn, đặc biệt là Hộ Phòng mà, rồi phường 1 nè, và phường Láng Tròn. Đây là ba đơn vị đó là trực tiếp để ảnh hưởng là cái nguồn nước của Gành Hào đưa lên sông Kinh Sáng, đó là Cà Mau và Bạc Liêu, là ảnh hưởng cho cái tiểu thương trong cái việc mua bán, nó làm giảm cái thu nhập của bà con, nó là trong cái ảnh hưởng tới đời sống của bà con, ảnh hưởng tới việc mua bán của bà con. Mà nếu ảnh hưởng tới việc mua bán của tiểu thương thì nó ảnh hưởng tới cái việc mà để góp phần là cho cái thu ngân sách. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, qua đánh giá thực tế thời gian qua cho thấy, tình trạng ngập nước tại các khu đô thị trên địa bàn thị xã ngày càng nghiêm trọng hơn, số điểm ngập cũng như mực nước ngập năm sau luôn cao hơn năm trước. Trước thực trạng trên, để ứng phó với tình trạng ngập nước, trong vòng một năm trở lại đây, thị xã Giá Rai đã tiến hành rà soát và cho triển khai xây dựng hàng loạt công trình ngăn triều cường, khơi thông hệ thống cống tiêu thoát nước nhằm chống ngập tại các điểm dân cư, các khu chợ dọc theo quốc lộ 1A và bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến nay, nhiều hạng mục công trình ứng phó với tình trạng ngập nước bước đầu đã phát huy được mục tiêu đề ra. Phường 1 và phường Hộ Phòng thì chúng tôi đã có nâng cấp những cái tuyến lộ mà bị nó ngập để nó tràn vô cái khu vực mà mua bán của tiểu thương. Thì đã qua làm là cũng rất nhiều cái hạng mục công trình mà để chúng ta giải quyết để đảm bảo cho cái tiểu thương là trong cái việc mua bán. Thì chúng tôi thực hiện cái này thì nó có hiệu quả. Và hiện nay đó là cũng còn là tiếp tục để triển khai những cái hạng mục mà công trình có vốn thì triển khai tiếp tục đó là cái những hạng mục công trình còn lại ở phường 1 rồi là phường Hộ Phòng. Để làm sao là chia cắt là từng khu vực là đừng để nước là nó dâng lên để ảnh hưởng cho các tiểu thương mua bán. Cùng với việc nâng cấp các tuyến đường có cốt nền thấp, hiện nay Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai cũng đang chỉ đạo cho các ngành chức năng liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tiêu thoát tại tất cả các cống tiêu thoát nước thông qua quốc lộ 1A để tiến hành triển khai dự án lắp van đóng mở tự động hai chiều nhằm tiêu thoát nhanh và ngăn nước triều tràn lên tại các khu chợ trên địa bàn, hạn chế tối đa tình trạng ngập nước trong thời gian tới. Với sự quan tâm triển khai đầu tư kịp thời các công trình chống ngập của Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai, hy vọng các khu vực đô thị trên địa bàn thị xã sẽ giảm thiểu tối đa tình trạng ngập nước kéo dài như thời gian qua, để cuộc sống và sinh hoạt của người dân sớm đi vào ổn định.